giờ ông nói con nghe nè. Con á, biết là ông lớn tuổi rồi, đúng không? Con phải nói từ từ chậm rãi, ông nghe mới rõ. Tao tao lãng tai mà mới nói một chàng làm sao mà tao biết được. Bây giờ con nói lại nha. À, con nói là có một thằng nhỏ, cái môi đỏ đỏ, nó nằm ở con lộn nhỏ. Ông cứu mày ông bỏ để cho con tỏ. Ông cho nó ăn tỏ. Nó cho mày phân rồi bỏ. Rồi đánh bại cha. Nghĩ sao con người người ta đi kêu cứu mà cho ăn tỏ sao tao sống nổi. Bây giờ sao? Bây giờ cứu phải không? Bây giờ ông không cứu là ông làm không được á. Bây giờ ông nói con nghe. Ông á, sợ nhất á là gặp những cái tình trạng như vậy á. Mà mình rớ vô cái là tai tai quả gửi, con hiểu không? À, nhưng mà khoan từ từ. Ai đâu con cho ông dòm thử đi coi. Nè, nó nằm, nè, nè. Hả? Một chàng trai. Một chàng trai nãy giờ con nói đàn bà đâu? Đúng rồi, mặt sáng sủa, đẹp trai. Ông nói con nghe, phải cứu thôi con. Thì phải cứu nó. Ông làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng mà hôm nay ông phải tức tức để mà cứu cái người này. Thì đúng rồi. Người ta nói cái câu đó là cái nghĩa bất di vô vọng giả. Đã lâm nguy bất cứu là mạng từ được. Trời con thủy. Chứ là mạng gì? Mạng anh hùng. Thì bây giờ ông không cứu nó thì làm sao ông là anh hùng mà ông để ông mạng? Ừ, con đó cũng phải hen, mình phải cứu thôi. Thì đúng rồi, giờ cứu nó làm sao cứu đó. Bây giờ chuyện nghe ông, bây giờ con đi lấy nước đi. Dạ. Lấy nước, nhanh nhanh nhanh. Ủa ông ơi. Gì? Ở trong rừng thì làm gì có bánh nước. Trời đất ơi. Đi lấy nước chứ không phải là ăn bánh nước. Ở trong rừng sau làm gì có bánh nước mà con ăn. Nghe nói thì mua dễ bánh nước. Trời đất ơi, thật nghiệp. Ở lấy nước đúng không? Lấy nước, lấy nước. Lẹ lên, lẹ lên. Trời, bây giờ cứu sao đi? Hả? Cứu dùm sao đi? Đợi giờ chưa biết cái vụ nào. Hả mai? Gì? Nước sao mày? Cái gì? Uống nước xong rồi. Trời đất ơi. Trời ơi, bởi mày có cái tư gà lôi là đúng rồi. Thì ai biết. Nghĩ sao vậy, kêu lấy nước cứu người ta. Mày nghĩ sao mày đi uống nước? Hả? Uống cứu nó đúng không? Mày uống nguyên thầy mặt chưa đủ hay sao? Rồi, rồi chứ. Để lên. Trời ơi, cái thằng này đúng thiệt tình. Ôi. Tráng sĩ ơi, tráng sĩ. Tỉnh lại tráng sĩ ơi. Tráng sĩ ơi. Ừ. Thôi. Tráng ơi, tráng sĩ. Hả? Thì mày nói đi, tao mới nghe được. Mày nhận nguyên không sao tao nghe được. Ừ. Nói. Sao nước đâu? Nuốt mẹ nó nước rồi. Trời ơi. Nuốt nước rồi. Bây giờ đậu đâu đựng nước. Trời ơi, đừng có chết rồi bây giờ. Mày ở chỗ đi. Mày cái tay bụng lên, hứng nước, lại lên nghe không? Trời ơi, đừng có đường, đường giữa xa gì sao đây. Trời ơi. 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 Quá. À, tỉnh rồi. Tôi cứu công tử đó. À, đúng rồi. Trời ơi. Tự là hồn đã về chính suối. Sao? Ờ. Nào còn sân mở trần gian. Sao mở trần gian rồi? Hãy chúng ta để lại ta thường. Ta đi đường thử trả nghĩa. Ta cứu. À ơi. À. Dư Hồng, đệ tử của Dư Hồng, ngươi là đệ tử của Dư Hồng. Cứu bao. Dư Hồng chạy vào. Cứu, cứu. Cứu, cứu. Đệ tử của Dư Hồng, ngươi muốn giết ta đâu dễ. Thank you.
là một bá hộ tại vùng này, giàu có chức gì chẳng kém thua ai. Ta là một đương kim tiểu thơ xinh đẹp, biết bao nhiêu người biết bao nhiêu người chờ đợi sanh hôn nhớ. Giao quà thật tốt, khỏi bẻ bạc cho thân chúa. Nhưng mà ta chẳng ước mơ gì, chỉ mong sao gặp khách hàng hoàng hồng. Giữ tơ đàn thiên ngàn năm trời ơi. Lại nhân bình công hệ quốc cùng mà sư phụ dạy ta luyện gió đèn cao, mong ngày mai bỏ ta tóc mơ trào khỏi đi đường trào lạnh. Trời đã chiều mà tại sao cha vẫn chưa về, tiếng lòng lo lắng không hề. Cha mỗi lần mà về là cười, ta nói cười ngoài cửa cười vô tới trong nhà chị nó mới chịu. Trời đất ơi, con gái trời ơi, dễ thương quá à. Mày đất ơi,
này không kỳ quá, còn đó là đại vật hả? Cái bạc già chát vậy mà nói thằng nhỏ hả? Nhỏ trời ơi là trời, tôi tưởng cái thằng nhỏ là cỡ 3, 4 tuổi, 5, 6 tuổi. Ai nghe cái này trời ơi, thằng già thì có thằng nhỏ cái gì? Thằng nhỏ, ôi nè, bây giờ kêu nó bằng thằng nhỏ luôn hả? Thằng nhỏ đi, nhỏ, 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 nhỏ. Nè, sao? Cái thằng nhỏ tên Tiếp Điệp. Từ trên xuống dưới nghe nó hỏi nói mặt mày tôi cũng đẹp đẹp trai, mẹ ta khen mà rồi rồi này bệnh chắc luôn. Nói gì nãy giờ tôi lộn, tôi không biết đó, nhỏ hay con nhỏ. Thôi nha, thôi hãy cô kia tới ba là phân cạn à. Cô là ai già tại sao đến người đây không, nói không. Nhiều quá vậy. Ủa bộ nãy giờ nói nhiều lắm mà. Nhà ngươi tên là Phùng Mậu phải không? À, đúng Phùng Mậu. Cha mẹ nhà ngươi tên gì? Tại sao lại thả nhà ngươi đi giữa đường để nhà ngươi đánh cha ta phù má mũi như vậy? Nè, tao quýnh cho nhà ngươi phùng ổ gà luôn. Ổ gà là giống gì? Phùng mang. Nó nói phùng mang đúng rồi. Em ơi, hả? Anh biết tên anh rồi. Vậy bây giờ em nói tên em chẳng biết đi. Vậy anh muốn em nói tên em cho anh nghe hả? Tên gì? À, anh Nập Bồ. Trời ơi, cái thằng nhỏ, cái mỏ đỏ đỏ, nghĩ sao mà nó muốn biết tên ta hả? Ôi sao nè, vậy? Ta nói cho nhà ngươi được biết nha. Sao vậy? Ngại Ngân Bình không hề khuất phục. Không bao giờ ta nói họ tên. À. Dù bây giờ ta có tên là Ngại Ngân Bình, ta cũng không bao giờ ta nói. Không, không, không. Bà thai hết rồi đó má. Nói hết trơn rồi mà còn ngại cái gì nữa? Ta là Ngại Ngân Bình, ta không nói. À, thôi cái tên quá trời đẹp luôn. Tên là Bệnh viện An Bình. Nè, tôi cắt lưỡi mày thiệt nha. Hả? Tôi cắt lưỡi đó. Cái gì? Đó cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy Ngân Bình? Người ta tên là Ngại Ngân Bình. À, Ngại Ngân Bình, nghe lộn Bệnh viện An Bình. Ôi, xin lỗi. Mày vô nước biển nè. Hả? Nè, Bình ơi, nhìn ai kia mà ta đây nghe bối rối. Trời ơi là trời ơi, trời ơi là trời ơi. Không, cái này ta nói chơi thôi. Nè, ta chẳng ơi không hề quen đi. Mới gặp đầu đầu hay lắm hả? Hay lắm hả? Hay lắm hả?
nàng hỡi nàng ơi. Nàng có yên tâm, ta đã ngóng tên. Bây giờ nàng hãy nhắc lại cho ta ba bỏ. Ta tên gì nàng biết không? Ta sao mà ta không biết được á? Tên gì, ta tên gì nói coi. Tên tôi xấu quá trời. Xấu, tên còn xấu. Trai gì mà hùng hồng mà thấy ông. Ai nhớ rồi, tên hùng hồng. Trời ơi, nhớ rồi, nhớ tên hùng hồng. Hồi nãy giờ ta biết ta có lỗi, ta biết là đánh cha nàng có lỗi, ta biết ta nãy giờ ta dịu bớt xin lỗi nàng. Nhưng mà nãy giờ nàng dùng những cái từ rất là khó nghe. Vì vậy, mà nàng, nếu nàng muốn thử sức thì phùng mẫu ta sẽ ra tay một phen thì biết ta. Hay lắm á, nhà ngươi quả to gan thái quá, nàng biết cô nương danh dọn song toàn. Rồi á, xin lỗi mà chẳng có chịu mà mọt quỳ. Bây giờ ta thử á, ta đánh nhà ngươi á, phù mỏ ha, chảy máu ha. Xong ta xin lỗi nhà ngươi có bỏ qua không? Được lắm, vậy thì ở nơi đây, ta sẽ cho nhà ngươi biết rõ quá thôi. Để cho nhà ngươi biết thế nào là lễ độ. Đánh nó. Đưa đây cho em không? Đánh nó đi dạ, đừng cho má nó hay. Má nó hay làm sao mà đánh nó đi. Trời nó con. Ủa có gì trên trời. Sao? Thì giáo của ta đâu rồi? Quân. Ủa tụi con mình mà quân còn kia. Ở đây giữa đường mà ở đây giữa gì áo quân vậy đây? Hả? Không, ta quên. Ta tưởng đâu ta còn ở trên trển. Cho nên là tôi có quân. Bây giờ chúng ta đang ở rồi. Ta hỏi một lần cuối cùng. Sao? Nhà ngươi đừng để ta nặng tay. Nhà ngươi có chấp nhận mọt quỳ và xin lỗi ta không? Ủa có không quỳ không? Không. Ủa, thật như là không, vậy không, quên quá. Tự nhiên hỏi rồi, tự nhiên trả lời luôn, đâu biết đâu. Tôi tức dễ sợ, giỡn con này nó lộn tức dễ sợ luôn á. Bây giờ ta, nói đi nói lại nó cũng đẹp trai quá trời. Đẹp trai, nhưng mà trả thù cha. Đúng rồi. Khoan, lê cộng này nó dính, nó dính, nó lướt xuống. Lê cộng này nó dính, nó không đẹp. Vậy thì, vậy sao? Nhưng mà trả thù cha, đừng mê trai, trời ơi. Trả thù cha. Quên. Ta sẽ trả thù cha. Thôi đừng cầm đi, không nợ của nó đâu. Không thôi, bây giờ ta hỏi lần cuối cùng. Nhà ngươi có chấp nhận quỳ xuống xin lỗi tao? Không. Không. Nó trả lời không. Không thì quất nó lên. Rồi. Không mà rủi cho nhà ngươi nó mạt dẫn cung đường. Lại sư mẫu thương con. Nam Mô A Di Đà Phật, của quýnh lộn mà phải bái chứ nào, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Phép Bồ Lai hô thao. Rồi, ví dụ như bây giờ là nằm trong cái bao rồi đi, gọi xong. Sao bà mẹ nói sao á ta? Cái đó phải ở ngoài mới được. Rồi bây giờ ví dụ vậy đi, gọi xong. Bà mẹ đứng đây sao hả? Ủa? Hả? Đi đi không nhở? Đi đó, đây đây ơi, đây ơi, nè, đây đây, lên cái bao đây, con chưa có mở cái chỗ này. Mày rảnh quá vậy mà mày đại rồi quá trời. Để tao tức. Tao đánh lộn mày, tao tức quá. Con nói chuyện từ từ. Con mà cắn người ta chết mà con không bị gì, con cắn mày trước. Bây giờ tao cũng muốn ăn. Làm ơn. Rồi sao? Dạ ông nội. Ông nội đây lấy gì con? Dạ bây giờ con bắt đầu con tế phép nha ông nội. Rồi.
không có lần thứ ba con nhau nổi. Đầu giảng trọng sư phụ thương tình, phép mặt đi ra bắt ngay phùng mẫu hô tha. Cuối cùng nó cũng đã hiểu. Thôi tao thì tao tức mày quá, mày đi đánh lộn gì mà để nó chạy mất tiêu rồi. Chú Tư nghĩ sao nó chạy? Nó chạy rõ ràng, tao thấy nó chạy mất tiêu rồi. Trời ơi. Ai da, trời ơi, nó trong cái sông ngọt quá. Chỉ có chút một chút xíu mà nhớ tay. Nó chạy mà em qua, thở không được. Chú Tư, trốn ở đâu? Mệt, mệt. Nó ở trong đây nè. Ở trong đây, mày xạo tao mày. Mày đừng thích tao già, mày giả tao. Chú Tư nó ngon xạo chú Tư phải không? Chú Tư ra đây nè, con làm cho chú Tư coi nha. Ê, cái thằng nhỏ. Nhỏ ơi. Trả lời nha. Ủa? Chú Tư nghe nó ngon tiếng không? Vậy đó hả? Nhỏ ơi. À, dạ dạ, thôi của em. Nhỏ có cảm thấy thoải mái không? Em bị ghẻ cái chân ngồi trời đất ơi, chị đâu mà cái nhỏ quá trời ngồi không cái được. Cái chân nó dài cho nên nó vô cái bao của con, cái bao của cậu. Con có mượn rồi con. Nó ở trong đây nè. Bây giờ chú Tư mặc tình khứa dày khứa mỏng tùy lòng. Nó đã lọt vào trong cái bao này rồi. Lọt vào đây đúng không? Dạ. Hồi nãy giờ nó đánh ông tao, bây giờ tao giảm một giờ tao cứu nó nè. Ê chú Tư ơi, đau 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 đau. Ông ngắt cái giò đó nè. Ôi dạ. Ủa này cái giò kế bên gì nhỏ nhỏ là gì? Ủa cái gì đó? Đang cái ngón giò. Ê đừng cái đồ cái giò đó. Ê đừng cái ngón giò mà nó luôn. Chú Tư nhẹ tay thôi. Chú Tư nặng tay nó bị gãy giò đó. Gãy giò hả? Bây giờ đó chú cháu mình trở về trình cho cha rồi mặc tình cho cha xử lý. Đi, lên chưa? Trời đất ơi, con gái của tôi nó vì thương tôi mà nó đi đánh với cái thằng trai hùng à phong mẫu, không biết thắng thua ra sao. Bây giờ lại chưa thấy hồi da để mà thương quá cùng với lỡ. Trời đất ơi, tao yếu tim. Mày nói cái gì mày từ từ nhàn thứ, trời đất ơi mày đè tao chết sao mày? Mừng quá. Mừng quá sao con? Mừng quá ơi. Ờ. Bắt được nó rồi. Bắt ai? Bắt thằng khốn nạn đó đó. Thằng khốn nạn là thằng nào? Cái thằng đánh ông chứ thằng nào? Cái thằng gì phụng phụng mẫu phải không? Ủa sao ông ở nhà không biết phụng mẫu ai vậy? Hả? Ai biết đâu. À, ông cho người đi theo gần. Trời ơi, phải vậy chứ. Nó nghe nó nghe thề quá. Đâu, nhốt nó nè. Nhốt nó trong này nè. Thề. Sao? Con đã đem chiến lợi phẩm về cho cha. Cha hãy nhìn xem, thằng nhỏ đó nó đã bị cái túi phép của con thâu nó lại rồi. Phải như vậy mới được, con gái của cha tài giỏi quá. Trời ơi, nó quánh cha bây giờ là phải cho nó nằm ở trong đó để nó biết thế nào là hổ láo với cha. Cha, cha nên yên tí, đừng lo chi nhiều. Ôi, thần gia
mở mở chân chân lịch lẽ nè. Bay một vòng à? Ba đi về. Anh về. Vô vô. Vô đâu đi về đi khó có gì. Vô đâu? Vô đâu? Vô trong đây hả? Ủa vô trong cái gì? Mà. À? Làm gì? Mà. Trời ơi. Vô đi. Tự nhiên kêu tôi vô trong. Mò. Vô. Tay vô đi. Vô đây mò hả? Vậy thì anh lên đây, thấy vô mò phải không? Vì sao đứng đó? Ông bà nói gì vậy? Mới đủ chút tháng không?
thần ở đâu mà bảo ông đi à? Mà ông thần nghe ở trên cao làm sao con biết được? Ông bảo rằng tôi hãy lắng nghe lời của ông chào ở đâu mà kia, ai ngờ đâu mà mày nói với tao là cái túi tha, cái túi phép nó chui vô bắt được nó không bao giờ mò nó mua ra được, thì tại sao bây giờ nó ra được? Tao hiểu rồi. Chú hiểu gì? Mày thấy nó đẹp trai, cái mày giả bộ mày để đó, cái mày giả tao tao đi, cái mày thả nó vô phòng, cái hai đứa mày trời ơi chú bị điên. Làm sao nó chui ra được? Chú có bị điên không? Dù sao con cũng là con gái mà. Này, này, người một bất xuất tâm một liền, chú nghĩ sao mà con thả nó ra để cho nó bò con? Đúng rồi, phải không? Đừng, ông đừng có chủ quan giác quả. Phải vậy, chủ quan giác quả là ông. Bây giờ đường ta không phải được như vậy, cái chuyện là khác mà có biết không? Cái chuyện gì khác? Bây giờ tao hỏi mày tại sao mày có được cái túi này? Túi này có phải là nó thương mày nên nó thả mày ra để hai đứa mày ấy rõ ràng có đúng không? Không có, ông này. Cái mặt ông còn trẻ mà sao có râu kỳ. Mà ông nói chuyện hồi nãy giờ tôi thấy những cái chuyện gì không được rồi đó. Đâu có biết làm sao tôi có thổi không? Tại sao? Tôi có thần mách bảo là cứu tôi thoát nạn. Thần gì? Thần gì? Nha. Trời ơi, có thần nha ba gì đó. Thần nha gì mà bắt đi bò con gái người ta? Có thần trắng nào vậy? Này đừng nói vậy. Bây giờ tôi phải làm sao? Chú Tư, bây giờ không phải làm sao? Nhớ rồi, bây giờ tao nói mày nghe nè. Bây giờ mà con gái là mày mất cái qua rồi. Bây giờ mà nam nữ thọ thọ bất tương thân, nam nữ không được đến gần má con thọ thọ, mày giờ mày bị nó ôm. Bây giờ mày mà không ôm lại nó là mày bị bệnh phù. Mày phải ôm lại nó. Con phải ôm nó. Mày không ôm nó mày chết. Là con không ôm nó là con chết hả? Đúng rồi, mày ôm nó. Nhỏ ơi, tim sao đập nhanh quá. Nhỏ ơi, hồi nhỏ lớn chưa yêu bao giờ, tim đập nhanh quá. Em khẽ gọi người thương trong giấc mơ. Bệnh gì vậy? Bệnh phù.
Hả? Thế chứ không phải cả mập đâu. Ủa quá. Thế mày liệu hồn? Ôm nó lại con. Ơ mẹ. Ôm lại liệu. Tư. Vậy tư nói gì vậy? Mẹ ơi. Trời, có qua có lại. Bây giờ. Bây giờ được rồi. Bây giờ cái này mới nghiệp quật nè. Hồi nãy mày dậy lên nó được. Nó mà dậy lên mày thì mày sao ta? Này mới vui nè. Vui nè. Ôi khốn quá à. Cho qua đi. Gãy xương á. Bây giờ tụi mày ôm nhau cái đi. Ngồi gì được không? Hả? Ngồi gì được không? Ê Tao hỏi ngồi gì được không? Tao đỡ dậy cho làm cái gì kia đi. Tao hỏi đồ tao ngồi gì được không? Tao đỡ giùm chưa mà. Người ta tự dậy được. Ghét rồi mà ghét gì vậy? Trời ơi, bước ra cặp này dễ sợ. Ôm đi. Nãy nhảy mình ta giùm phở gì cũng biết nữa. Trời ơi. Bây giờ đứng yên đi, nàng đứng yên đi. Sao ta nhảy mình đi chứ hả? Ghé. Đừng. Không làm lại được hả? Đừng. Không được rồi. Đừng. Thôi được rồi, biết rồi, thôi. Rồi, đỡ rồi. Ê, đây tụi mày không ôm nhau, tụi mày chết ráng chịu. Bây giờ hả? Ôm, hai đứa ôm nhau đi con, thiệt tình đi. Đúng không? Bây giờ tụi ôm rồi. Bây giờ nếu mà... Bây giờ nàng có biết không? Nếu mà nàng muốn cứu sống một mạng người thì nàng phải cho ta ôm. Tại vì ta ôm người ta sẽ cùi, mà cùi thì không ai nuôi ta hết. Ta cùi thì ta xấu. Ôm tải cho đồ đi. Mừng cho con rể đẹp trai mày. Dạ.
có phục màu xin cho mắt nhạc phụ. Dạ thưa nhạc phụ ơi, tuy chưa dân xá lệ nhưng trước sau có nghĩ rằng sẽ là con rể ở trong nhà. Đúng rồi, đâu con vui lại nhạc gia. Lúc này quên rồi, không biết sao. Hả? Lại, lại hả? Lại hả? Con đây xin từ mai. Con lễ chùa chùa thôi. Con là dân nhà nhỏ, con lại của nó là ta, con học máu mà. Dạ, cha mẹ lễ con hãy đứng lên. Dạ, con dạ xong hả cha? Dạ xong, con đứng lên. Chờ cha muốn nước. Này con gái của cha. Dạ. Phận gái quê môn bất xuất, tham hộ bất nghi. Hôm nay cha con định chữ vô nguyên cùng với tráng sĩ của đồng hậu. Vậy thì con hãy qua chào hải lễ ra mắt phu quân của con. Tại vì á, chắc có lẽ là do duyên nợ lỡ bị ổng mò, cho nên con mới chịu ưng. Còn tôi á, con nhất quyết con không lấy chồng, con để dành. Thôi con ơi, lỡ ôm rồi. Mày để dành cho ai? Con để dành. Để dành cho ai? Trời. Trời. Trình cha. Ê, không có được. Con để dành cho cha là tấm lòng hiếu thảo. Còn con lớn lên rồi thì phải lấy chồng. Không để suốt đời con ở phận má học gì với cha hoài nữa sao con? Con biết rồi. Và con gái, bây giờ ra mắt chồng nha. Nhớ. Ra mắt chắc đành xin gửi phận. Dạ. Ừ, cha dạy con nha. Được không? Lúc này được không? Các đành xin gửi phận. Dạ. Các đành xin gửi phận. À, tùng quân chở che cho. Tùng quân chở che cho. Đúng rồi. Một lại này xin kính cẩn. Một lại này xin cẩn cẩn. Thôi không. Kính cẩn chứ phải trắng cẩn. Dạ con biết rồi. Rồi. Một lại này xin cung kính. Ê, kính cẩn cái gì vậy trời má? Thì có nói đàng hoàng coi. Một lại này xin kính cẩn lễ ra mắt phu lan. Ê, dạ. Ờ, gặp lại. Khó quá chú Từ. Biết vậy cho chú Từ lấy chồng cho mình. Trời ơi, mày đi. Mà tao đẻ lại lên qua giờ là không tốt. Tao lấy chồng chắc tao đẻ bằng nách quá. Không hả? Thôi. Một lại xin kính cẩn. Kính cẩn. Kính cẩn. Trời ơi, okay. Con hai chữ này khỏe quá. Quân chở che thân. Dạ nói rồi. Rồi, rồi. Không? Dạy nó lại đi. Để ra mắt phu lan. Ra mắt phu quân. Đúng rồi, hay quá. Hôm nay vừa học một nhà, mừng hai trẻ, đồng giai quá ngẫu. À con nè, cha mừng vì có chàng rể đẹp của con. Đồng đôi lên cùng ba bố ngày cùng hai cái vòng lần đây. Cùng nhau trò chuyện. Ôi, tự nhiên có vợ kìa quá à. Tự nhiên đi xin thầy đi. Bây giờ xuống đây như thế này, mai mốt về gặp thầy, không biết nói thầy có chấp nhận hay không. Nhỏ. Bây giờ mời đó. Nói sao giờ nè, ta nói cho nàng nghe, đừng có kêu bằng nhỏ nữa. Tại vì bây giờ cha đã tác hợp với nàng nên duyên chồng vợ rồi mà. Em biết rồi.
phục màu. Thank you.
sáng nghe cánh đi thơ. Giờ đấy nàng hãy cùng ta chim rằng dắt đi bên mình chẳng ngại tử sanh. Thank you.